Mở đầu cho chuỗi sự kiện chương trình Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia 2018, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo hướng dẫn xây dựng thương hiệu ngành hàng. Phát biểu tại hội thảo, đại diện Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, hiện nhiều loại hàng hóa của Việt Nam đã được xuất khẩu với số lượng lớn, nhưng do chưa có thương hiệu nên giá trị thặng dư không cao. Để khắc phục tình trạng trên, trong khuôn khổ chương trình Thương hiệu Quốc gia, Cục Xúc tiến Thương mại đã khởi động chương trình xây dựng thương hiệu ngành hàng, trước mắt tập trung vào các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như chè, cao su và thủ công mỹ nghệ. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày các bước cơ bản và những lưu ý đặc biệt để xây dựng thương hiệu ngành hàng thành công và vững mạnh. Dưới sự chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Chính phủ và Bộ Công Thương, Cục Xúc tiến Thương mại dự kiến sẽ phối hợp hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho một số ngành hàng thế mạnh có kim ngạch xuất khẩu khá như tôm, cá tra và cá ba sa. Cục cũng đang xây dựng dự thảo do Bộ Công Thương ban hành thông tư hướng dẫn các nghị định của Chính phủ có liên quan tới lĩnh vực xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu để hướng dẫn các ngành hàng xây dựng và quản lý thương hiệu một cách tốt nhất.